Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu một món cá diêu hồng nấu ngót nha. Ở đây là mình có một con cá diêu hồng và cà chua mình đã thái nhỏ. Ở đây mình có hành tím. Ở đây là cà chua với hành tây. Cà chua thì mình sắc giống như trẻ cau. Hành tây thì mình sắc vuông vuông đây. Ở đây có cành tây. Ở đây là hành ngò, một chút ớt. Sau đây mình sẽ chế biến một món cá diêu hồng nấu ngót. Xin mời cả nhà cùng xem nhé. Bây giờ là mình đã bắt xong lên rồi. Đó, thì mình sẽ cho dầu vào. Cho một chút dầu vào. Ở đây thì mình cho cái hành hành tím này mình vào, sau khi vào hành rồi á, đó, sau khi nó vào hành rồi á thì mình sẽ cho cái cà chua này vào đó. Rồi sau khi mình bỏ nước xong rồi thì mình sẽ cho vô lại một khoảng này, đây một muỗng muối. Đó. Một muỗng này bột ngọt nha, một muỗng nhỏ thôi. Mình cho hai vào đây, 2 muỗng đường. Sau khi xong rồi thì mình sẽ để vung lại, để vung lại để cho nó sôi. Rồi sau khi nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho cá vào nhé. Bỏ cá vào. Bỏ cá vào thì mình cho sôi khoảng tầm 5 đến 7 phút, cứ cá là chín, mình không để cho cá chín lắm nha. Đó. Món này mình nấu, có thể là mình nấu ăn với cơm thì cái gia vị mình làm là vừa ăn thôi. Còn mà nếu mà mình nấu để mà ăn với bún ấy, thì các bạn sẽ nêm gia vị nó hơi đậm đà hơn một chút để ăn với bún. Sau khi mà cá sôi gần chín tới rồi ấy, thì mình sẽ cho cà chua này vào. Cho hành tây vào luôn. Đó, mình cho vào, mình sẽ nấu sôi lên. Mình cho cái đầu cành tây này vào nè, cái đầu cành tây cứng này vào luôn, nấu luôn nè, nó sôi lên cái này cho nó mềm. Và đậu hành vào luôn. Ở đây mình có một nửa chén nước cốt trái thơm nha, mình cho vào luôn nha. Đó. Bây giờ là để mình nấu cho nó sôi lên lại, sôi sục lên khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi là chín thơm với là chín chín cà chua với là hành tây thì cũng nhanh chín thôi. Đó. Rồi sau khi sôi lên rồi thì mình sẽ
nêm nướng lại nha, nêm nêm nấu nêm gia vị lại thôi nhé, vừa ăn khẩu vị của gia đình mình nha. Đó. Mỗi gia đình thì ăn mỗi khẩu vị khác nhau. Đó. Cái này ăn cơm cũng được mà ăn với bún cũng được, mình sẽ cho vào một chút nước mắm. Mỗi mỗi chút gia vị nó có một cái hương vị khác nhau, nó hòa quyện lại với nhau thì rất là ngon. Đó. Rồi xong rồi bây giờ là mình sẽ cho cái luôn cái cần tây vào và hành lá vào. Cho luôn cái miếng ớt này vào luôn. Đó. Đó. Xong rồi đó. Sau khi mình đã nấu xong một món là cá dưa hồng nấu ngót đó. Đó. Cả nhà nấu thử ăn ngon lắm, cực kỳ ngon. Đó. Đó, cực kỳ là ngon. Đó. Cả nhà thấy ngon, thấy hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Cảm ơn. Sau đây là mình sẽ múc ra tô nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đó. Món này thì mình ăn chung với nước mắm mặn với ớt này. Đó. Thì nó mới ngon. Cá nhân hồng rồi. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Cả nhà thấy hay và ngon thì hãy cho mình một like, một chia sẻ. Đó. Cảm ơn mọi người. Và video tới đây mình sẽ kết thúc nha.